Xin chào anh chị, trước mặt anh chị là một cái suối này. Suối này nó chảy thẳng ra ngoài hướng đường Tạo Lực đấy anh chị. Đây, hướng này ra đường Tạo Lực này. Cái vị trí mình đang đứng ở đây rất là gần Tạo Lực với DT753 anh chị nhé. Đi thẳng sang theo con đường đất ấy, đi sang bên kia là DT753. Từ đây ra DT753 khoảng 2 cây anh chị nhé. Và kế bên cạnh mình đây là cái miếng đất có cái diện tích 8,2 hectare. Cái miếng đất này nó rất là vuông vức và nhiều mặt đường anh chị nhé. Riêng cái mặt đường mình đang đứng ở đây nó được 240m này. Cái mặt đường chính của nó được 220m. Và một mặt đường đất bên kia nữa là được 140m anh chị ha. Đường sau nó có suối này. Cái miếng này phù hợp cho anh chị nào mua về để chờ cái đường Tạo Lực sau này nó làm á. Thì nó làm xong á, nó có điện 3 pha rồi á, thì anh chị mua cái này về để đón để làm kho xưởng sản xuất được này. Thì đất nó rất là cao ráo bằng phẳng, đường sau nó có suối nữa. Đó, sau này đấu nối nước mưa, nước thải, nước mặt nó dễ anh chị ha. Và đường thì có đường sẵn rồi, đấu nối giao thông nó cũng dễ anh chị ha. Và đặc biệt là đất nó không bị trũng thấp. Anh chị sau này mua về mình đào móng, mình làm xưởng ấy, không sợ lún, không sợ sụt anh chị ha. Bây giờ mình chạy lên đầu đất nha anh chị nhé. 8,2 hectare, 3 mặt đường anh chị nhé. Cái này thuộc xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước anh chị nhé. Bây giờ mình đi nha. Đây anh chị này, bên này người ta trồng cao su nhé, ở đầu đất thì người ta lại trồng điều anh chị ha. 8,2 hectare, chủ gốc từ ngày xưa đến giờ nhé, chưa qua mua qua bán lại cho ai đâu anh chị nhé. Trồng cao su từ xưa đến giờ đấy, 8,2 hectare. Anh chị thấy nó bằng phẳng không? Rất là bằng phẳng luôn anh chị. Cái này đẹp lắm đấy anh chị, không phải là xấu đâu. Đó. Chẳng qua là Tạo Lực nó chưa làm thì mình cảm tưởng nó sâu thôi. Khi mà Tạo Lực nó làm thì hoàn toàn cái câu chuyện nó khác anh chị ạ. Khi mà Tạo Lực mà nó làm cuối năm 2024 mà nó khởi công lại á, thì cái câu chuyện nó khác. Tiện đây mình chia sẻ luôn cả một cái tuyến Tạo Lực, từ cái cầu Tạo Lực mà mình hay quay cho anh chị ạ. Đó, từ cầu Tạo Lực lên đến DT753 không có đất để mua anh chị ạ. Phần thì dính vào đất nông trường, phần thì dính vào quy hoạch, nó chỉ có cái khúc này thôi. Chỉ có cái khúc mình đang đứng ở đây là có đất dân bán, là không bị quy hoạch này, không bị dính vào đất nhà nước này. Đó là nằm ở bên đó, hai bên mặt đường Tạo Lực. Tí nữa mình ra Tạo Lực mình quay một cái sản phẩm ở ngoài mặt đường Tạo Lực cho anh chị xem anh chị ha. Rồi quay lại miếng này này, 8,2 hectare này. Mặt này thêm mặt này nữa này, mặt này mặt chính của nó nhé. Mặt này mặt chính là được 220m, còn một mặt đường nữa ở ngoài đầu đất là được 140m anh chị ha. Cứ đi thẳng đường này ra là mình ra được khu tiểu thủ công nghiệp này của hàng quân y Tân Lợi. Rồi tiếp tục là tới khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, Bắc Đồng Phú A, DT741. Rồi về Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh thôi anh chị ha. Quay lại đây. Quay lại đây này. Đi khoảng chừng 600 đến 700m thôi là ra đến Tạo Lực rồi. Theo con đường đất này. Con đường đất này là đấu nối trực tiếp với Tạo Lực nhá. Tuy nhiên sau này ở đây nó có một con đường quy hoạch, nó lên tới 42m anh chị ha. Con đường quy hoạch này nối liền từ DT741 ấy, cái khu tiểu thủ công nghiệp vừa mình chia sẻ đó, đi thẳng vào DT755. Nghĩa là nó vắt qua cái con đường đất này, rồi nó vắt qua Tạo Lực, rồi nó vắt qua DT753, rồi điểm cuối cùng là DT755. Đấy thì tới đây ở bên đằng sau vườn cao su này này. Đằng sau vườn cao su bên này này. Đó là nó có con đường đó, đường quy hoạch 42 anh chị nhá. Rồi quay lại miếng đất này. Cái giá bán của miếng đất này là người ta bán 2 tỷ 6 một hectare anh chị nhá. 8,2 hectare, xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhá. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.